À, chúng ta đã lướt qua nhau trong một khoảnh khắc ở uh, cánh gà của làng sống xanh, đúng không? Đây hai ngày. thì uh, <laughs> cái uh, tất nhiên là lúc đó tâm không có quan sát được tâm rồi tâm đang ở tắm mình trong một cái bầu không khí âm nhạc và một bầu không khí rất là hoài niệm nhưng mà uh, có một khoảnh khắc như thế này là mình nhớ là lúc mà tâm hát xong mọi người vỗ tay và lúc đó mọi người rất là ồn mọi người cứ mỹ tâm mỹ tâm mỹ tâm à, và lúc đó là lúc mình nhưng mà ồn như vậy thì sẽ không nghe mc nói cũng sẽ không nghe tâm nói thì tâm có một cái động tha một cái động tác rất là chắc là vô thức thôi là đưa tay lên miệng thì ngay cái khoảnh khắc đó tự nhiên tất cả mọi người đều im ra sao mình nói chơi sao cái người này quyền lực dữ có nghĩa là chỉ một cái động tác thôi tâm, tất cả mọi người lại lắng động lại và nghe cái những cái lời chia sẻ của tâm ừ, thì mình thấy cái hình ảnh đó uh, nó nó rất là quyền lực ấy và khi mà mình nhìn lại nhìn lại sự nghiệp của tâm á, thì mình thấy là cái bài hát đầu tiên đưa tên tuổi của tâm đến với công chúng đó là bài nhé anh à, năm đó là thời năm, 1999, của... năm 1999 đúng rồi năm 1999. Và trên cái sân khấu làng sống xanh á à, mọi người à, chào đón Mỹ Tâm, không phải là chào đón một huyền thoại của làng sống xanh, không phải là chào đón à, một người đã đi qua những cái thời thanh xuân mà là chào đón một người đương thời, một người vẫn đang hoạt động nghệ thuật rất là sôi nổi và cái chặng đường hoạt động nghệ thuật đó. Nếu mình lấy cái mốc là năm 1999, mình nói hơi văn vẻ một chút là nó xuyên qua hai thế kỷ đó, yeah, yeah, đúng rồi. xuyên qua hai, ừ, hai thiên niên kỷ, kỷ luôn, đúng hai rồi. thiên niên kỷ luôn và và ba thập kỷ đúng không đã đã qua rồi mà tâm vẫn đang hoạt động rất là miệt mài như vậy thì uh, câu hỏi đầu tiên là hãy mô tả cái niềm hạnh phúc khi mình đã đứng trên sân khấu lâu đến như vậy thật ra tâm nghĩ là gì nào mình có một cái quan điểm nó hơi khác với những 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 bạn khác đó. có nghĩa rằng là trong cái cuộc sống của mình mỗi ngày mình phải tiến bộ lên đúng không thì khi mà mình muốn tiến bộ thì mỗi ngày mình phải làm việc và mình làm việc cái công việc đó thì mỗi ngày mình phải làm tốt hơn cái ngày hôm qua thì cái quan điểm của tâm nó rất là rõ ràng như vậy cảm ơn bình thì tâm nghĩ rằng là cái mà tâm kiếm được cái niềm vui trong cái công việc của mình đó cái đó mới quan trọng và khi mà mình kiếm được cái niềm vui trong công việc Thì mình xem đó là niềm hân hoan của cuộc sống Chứ nó không phải là buộc phải làm việc Và khi mình làm như vậy Thì những cái sự hân hoan đó Nó làm cho mình cảm thấy À đây là cái niềm hạnh phúc của mình đây Thì Tâm cảm thấy rằng là mỗi ngày Tâm cứ cứ bình thường giống như ngày hôm qua Cứ nghĩ giống như là mỗi ngày cứ trôi qua Và mình vẫn cứ làm việc như ngày hôm qua Và mình chỉ làm tốt hơn cái công việc đó thôi Thì không có thể nào mà mình dừng lại cái việc đó được ý, ý tâm là vậy đó cho nên là một người đó tại sao phải là một năm hay là mười năm tại sao tới hai mươi năm không nó phải là ba mươi năm bốn mươi năm hoặc là có thể bao nhiêu lâu mà tâm muốn nghỉ, hơn, nghỉ ừ. ngơi thôi chứ làm sao có thể dừng lại được ừ. đó ý tâm là vậy ừ cái khoảnh khắc mà giữa sân mỹ đình mà tâm quỳ xuống đúng không à để uh, cảm tạ on. trời đất và cây nhân ừ. khán giả ừ. hãy nói về cái khoảnh khắc đó à cái đó là cái là tại vì thật ra Trước khi cái show diễn ra là cũng có rất là nhiều cái khó khăn. Từ cái show đầu tiên ở ở ở Sài Gòn ở sân Phú Thọ cho đến cái cái show này là gần 2 năm và bao nhiêu cái khó khăn xảy ra và mình đã trải qua rất là nhiều cái chặng đường những cái việc khó khăn trong suốt cái thời gian như vậy nhưng mà để đạt được đến điều đó nó là một cái cái gì đó mình thấy nó rất là kỳ diệu luôn. thì đến cái khoảnh khắc đó, thì trước đó là là giống như là mình cảm thấy là mình quá may mắn khi mình được đứng ở đây. rồi lúc đó mình mình nhìn lên trời mây mọi thứ, mình thấy nó trong xanh, nó 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 rất là là giống như là nó hài hòa mọi thứ cho mình vậy đó. cái tự nhiên mình cảm thấy ôi mình mình quá là may mắn. thì lúc đó mình cảm thấy là những thứ mà mình đạt được, mình có được nên là nhờ nhờ trời đất họ dành cho mình và cái sự hiện diện của, của khán giả 30.000 người ở đó là cái cái điều kỳ diệu mà tâm đã có được trong cuộc sống Chính vì vậy thì ngay khoảnh khắc đó tâm nói là tâm quỳ cối để cảm ơn thượng đế tâm có nói câu đó sau đó là tâm cảm ơn đến tri ân những cái tình cảm mà khán giả có dành cho mình ngay khoảnh khắc đó tâm nghĩ là phải người phải phải là tâm mới cảm nhận chứng kiến rõ được cái, cái khoảnh khắc đó thì tâm nghĩ là không không đủ đâu chừng đó là vẫn chưa đủ về những cái tâm tư của tâm nhưng mà đó rõ ràng là, là một cái giấc mơ có thật